Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 25 tháng 12 năm 2023 mát mẻ, không quá oi bức, trời nắng gián đoạn, không mưa. Áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, nên vùng biển ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-6 mét, biển động mạnh. Đêm nay và ngày mai, dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, ngày mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, độ ẩm 80 đến 85%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió theo hướng đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 12 năm 2023, mực nước cao nhất 410cm vào lúc 14 giờ 30 phút và mức thấp nhất 115cm lúc 7 giờ 15 phút. Chất lượng không khí trong tỉnh hôm nay khá trong lành với chỉ số AQI cho kết quả tốt. Chỉ số chất lượng không khí AQI dao động từ 29 đến 35.